Vâng, đây là tên này. Ok. Đó, khi mà các bạn đặt tên xong ấy, nó sẽ ra một cái dấu vết như này. Đây. Nó ra một dấu vết như này. Dưới đây nó sẽ có một số thư mục các bạn cần quan tâm. Đúng không? Đầu tiên là thư mục SRC, source code của các bạn. Đúng không? Trong này nó chứa tất cả những cái file Java. Nó giống như một cái form, đúng không? Cái gì nó giống như cái form của các bạn. Nó tạo ra ở đây.